Phòng khách là vượng vận của mỗi gia đình, là nơi hút tài lộc và sự nghiệp của gia chủ. Cách lựa chọn sắp đặt bàn ghế trong phòng khách hợp với phong thủy không chỉ mang lại vẻ đẹp cho căn phòng mà còn tác động đến vận may, công danh, các mối quan hệ xã hội, thúc đẩy sự thăng tiến cho chủ nhân căn nhà. Điều đầu tiên cần lưu ý là lựa chọn màu sắc và kiểu dáng bàn ghế phù hợp với mệnh của gia chủ. Chủ nhà mệnh kim nên lựa chọn bàn ghế vuông vắn, có màu nâu, vàng, ghi là chủ đạo. Người mệnh mộc nên chọn bàn ghế tròn, mềm mại, tạo được đường cong có gam màu đen, ghi xám. Người mệnh thủy chọn bàn ghế vuông vắn, màu trắng hoặc ghi kem. Người mệnh hỏa nên chọn bàn ghế vuông, trắng, chất liệu gỗ và có gam màu xanh. Còn chủ nhà mệnh thổ nên lựa chọn bàn ghế có thiết kế độc đáo, lạ mắt và có màu đỏ, nâu đỏ hoặc là hồng. Phong thủy học truyền thống cho rằng nếu chủ nhà đông tứ mệnh thì nên tránh để bàn ghế phòng khách ở hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc hoặc là hướng Đông Bắc. Chủ nhà thuộc Tây tứ mệnh thì cần tránh đặt bàn ghế phòng khách hướng Đông Nam hoặc là hướng Bắc. Có như vậy mới đảm bảo quy tắc trạch mệnh tương phối. Cách kê bàn ghế phong thủy cũng ảnh hưởng nhiều tới yếu tố âm dương. Các chuyên gia khuyên gia chủ nên chọn cách bài trí bàn ghế theo hình chữ U, lấy điểm nhìn chính diện về phía những mẫu kệ tivi gỗ đẹp, bởi đây là cách bài trí tàng phong tụ khí có ý nghĩa rất tốt cho phong thủy. Ngoài ra khi lựa chọn bàn ghế cho phòng khách, cần lưu ý bàn trà luôn phải có hình khối kích thước nhỏ và chiều cao thấp hơn so với sofa. Điều này mang ý nghĩa chủ nhà nồng hậu tiếp đón khách và khách tới chơi không lấn át gia chủ.